Xin chào 500 anh em. Cao Điểm xin giới thiệu vỏ thùng súp hầm Admark 50 đôi. Ván ép Malaysia sơn chống nước chống trầy xước anh em. Kê góc xung quanh anh em luôn. Tay set một bên này. Mút tiêu âm lưới trong bụi. À, đây là bên trong của nó nha anh em. Hai cái bát mình bắt đít là úp vào trong hai cái bát, hai cái mảng đối đầu nhau ha. Sơn chống nước chống trầy xước nha anh em. Cao Điểm sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em và sẽ bao ship trong vòng bán kính 5 đến 7 km trong Sài Gòn. Rồi, anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp Cao Điểm nha. Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại của Cao Điểm. Chỉ một số duy nhất 0904063649. Alo hoặc cái bàn Zalo và Facebook, Google, YouTube. Tất cả các mạng truyền thông đều dùng số điện thoại này của Cao Điểm nữa nha. Rồi, xin chào tất cả anh em.